Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm kế hoạch 2024. Việc chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại huyện Mường Khương, công tác này đang được chính quyền chỉ đạo rốt ráo để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, phấn đấu hết năm 2024, giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn đạt từ 95 đến 98%. Khởi công từ tháng 12 năm 2022, đường tỉnh 154 từ Nấm Lư đi Tả Thàng có tổng đầu tư trên 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2025. Quá trình triển khai phát sinh khó khăn về giải phóng mặt bằng và không có vị trí đổ thải. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của chủ đầu tư, chính quyền địa phương, nhà thầu đã được gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư cũng đã phối hợp rất nhiều và tạo điều kiện và ra những bản vẽ và ra những cái chỗ để chúng tôi đổ thải hợp lý và để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng cũng như thủ tục thanh toán, công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Tả Thàng mới được đưa vào sử dụng, giúp thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Và nhà trường đã được đầu tư về cơ sở vật chất khang trang. Hiện tại thì các cháu đã có phòng học mới để học tham gia học tập. Chất lượng học tập của các cháu thì được cải thiện ạ. Tập trung triển khai thi công và cố gắng để đáp ứng theo cái nhu cầu và nguyện vọng của nhà thầu, cũng như có những cái phương án để xử lý khắc phục những cái tồn tại trên công trường để đảm bảo về tiến độ tối đa để sớm bàn giao cái tuyến đường cho đưa vào khai thác sử dụng. Với nhiều nỗ lực, đến nay, huyện Mường Khương giải ngân được trên 134 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 39% kế hoạch. Trong đó, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đạt khoảng 55%. Huyện phấn đấu đến hết năm, giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn đạt từ 95 đến 98%. Chỉ đạo các phòng ban đơn vị, các chủ đầu tư, các xã từ các phòng ban đơn vị của huyện đến các xã thị trấn là chủ động ra soát và có cái đăng ký cam kết về tiến độ theo tuần, theo tháng đối với các dự án và đối với những cái nội dung mà có khó khăn vướng mắc, khó triển khai thực hiện và trong cái việc mà thi công cũng như giải ngân thanh quyết toán thì chúng tôi sẽ chủ động là tham mưu báo yêu cầu tham mưu để báo cáo điều chỉnh. Nhờ sự chỉ đạo sát sao và kịp thời gỡ khó, nhiều công trình xây dựng cơ bản của Mường Khương được triển khai đúng tiến độ, thậm chí vượt kế hoạch. Huyện đang tích cực phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp các địa phương kịp thời xử lý vướng mắc, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất.